đến với chương trình Và Tôi Vẫn Hát. Chúng ta sẽ cùng chào đón hai người dẫn chương trình Thanh Phương và Nguyên Khang. Nguyên Khang, Thanh Phương, chào mừng quý vị đang đến với chương trình Và Tôi Vẫn Hát. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Truyền thông MOV thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, có một câu nói là lòng can đảm là cái giá mà mỗi người phải có để có được sự thanh thản. Can đảm đối diện với những khó khăn, can đảm đối diện với những biến cố của cuộc đời và can đảm để nhận ra được rằng tôi cần gì và theo đuổi ước mơ gì. Quý vị thân mến, có những thí sinh khi đến với chương trình Và Tôi Vẫn Hát đã mạnh dạn bước qua những khó khăn để có thể tỏa sáng trên sân khấu của chương trình Và Tôi Vẫn Hát. Mỗi đêm thi chúng tôi sẽ chọn ra một thí sinh có giọng hát và câu chuyện ấn tượng nhất để đến với đêm chung kết. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ có hai phần thi. Phần thi đầu tiên đó là Tôi Vẫn Hát, tổng điểm sẽ là 75%. Và phần thi thứ hai của chúng ta thì sẽ chiếm 25%. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị ba vị giám khảo của đêm nay. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị giám khảo nhạc sĩ Đức Huy. Xin được giới thiệu đến quý vị giám khảo ca sĩ Thu Phương. Xin giới thiệu đến quý vị giám khảo nghệ sĩ Thanh Thủy. Và trong đêm nay thì các thí sinh sẽ tiếp tục kể câu chuyện của mình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ phần giới thiệu về ba thí sinh có mặt trong đêm nay. Ngay bây giờ, Nguyên Kha cùng với Thanh Phương mời quý vị cùng đến với phần thi đầu tiên với tên gọi Tôi Vẫn Hát. Thưa quý vị, ở vòng Tôi Vẫn Hát, chúng ta sẽ có 4 vị giám khảo. Ngoài 3 giám khảo chính, vị giám khảo còn lại đó chính là quý vị khán giả sẽ bình chọn cho thí sinh mà quý vị yêu thích nhất. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của thí sinh đầu tiên. Xin được giới thiệu, đó chính là thí sinh Uyên Phương. Bán vé số hát rong đường phố cũng đã được gần 10 năm rồi. Tại vì tôi không có thấy khách nên là tôi cứ đi theo những cái con đường và những cái quán ăn á, để mà mình hát để cho khách thấy mình. Rồi khách sẽ ủng hộ mình để được về sớm hả. Cái âm nhạc nó làm cho tôi có nhiều cái thay đổi trong cuộc sống lắm. Tạo cho tôi cái mưu sinh hàng ngày, giúp cho tôi bớt cực khổ. Tôi bị khiếm thị bẩm sinh, là bác sĩ nói là chữa không được. Tại vì bệnh này là bệnh viêm sắc tố võng mạc, thoái hóa dây thần kinh thị giác. Tôi kết hôn với một người sáng, nhưng mà tại vì tôi là người khiếm thị nên tôi cũng không muốn làm gánh nặng cho họ. Tôi cũng cố gắng nỗ lực, khi con cái nó lớn hết rồi thì cái sức chịu đựng không còn nữa. Nên là tôi đành ly hôn để tự nuôi con. Nếu mà nói về cái khó khăn của người khiếm thị á, mà với những cái công việc tôi đi làm á, thì nó rất là nhiều luôn. Có những lần á, khi cầm mic lên nó nghẹn, mình hát không có được. Phải đi trả vé số. Nhưng mà nếu mà cứ trả như vậy hoài á, thì không có đủ để trả tiền nhà, không có đủ chi phí để lo cho con. Tôi phải cố kềm chế cái cảm xúc của mình, cái cơn buồn của mình, để cho hoàn thành tốt cái công việc kiếm sống hàng ngày. Tôi cần người chồng chia sẻ nương tựa, thì nay tôi phải để cái gánh nặng nó lên vai đứa con gái lớn. Tôi đi bán vé số, tôi không có thể nào tôi quán xuyến được cho hai chị em cùng một lúc hết, nên là cháu phải đành nghỉ học để đi kiếm tiền phụ tôi. Mà cháu nói với tôi là nếu để dừng việc học lại thì
chỉ để một mình con thôi mà đóng vai trò một người mẹ như tôi á. Khi tôi nghe được cái điều đó tôi rất là buồn. Cái điều động viên an ủi lớn nhất là thấy con tôi nó hiểu, nó thông cảm cho tôi. Đó là nguồn an ủi của tôi. Ta hát mãi đem niềm vui chia sẻ, trao yêu thương gắn kết lại gần hơn. Âm nhạc ơi, trái tim lẫn tâm hồn, ta hát mãi cho đời thêm tươi sáng. Buồn làm chi anh ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Ngỡ duyên mình bên lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nén âu sầu. Qua bao nhiêu dài dầu mà lại nỡ qua cầu xa ngang. Buồn làm chi anh ơi, hết duyên phận cũng lỡ làng. Tiến một đời sơ sắc ngỡ ngàng, chuyện mình trái ngang. Ai gieo bao phũ phàng cho hoa kia ùa tàn. Thư hương xô kịp bè bàng, rồi cứ trách mình quá vội vàng. Nỗi sầu lìa xa tầm với đời.
Xin chúc mừng chị Uyên Phương với ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi. Xin cảm ơn Vũ Đoàn Việt Hải. Chị Phương thân mến, chị có thể cho em biết là cái công việc mà đi bán vé số của chị á, là chị làm bao nhiêu năm rồi? Dạ, mình bán vé số gần 10 năm. Mình nói chung là đi tất cả các quận ạ. Mỗi bữa bao như vậy bán được bao nhiêu tiền? Một ngày mình bán được 200 tờ là tương đương là 240.000 ạ. Dạ. Thế đợt vừa rồi có bán được không? Dạ, đợt vừa rồi là tại do đại dịch nên là mình không có đi bán. Mình nghỉ hơn nửa năm rồi ạ. Thế trong nửa năm đó làm gì để kiếm sống? Như là lực bất đồng tâm, chỉ ở nhà thôi. Dạ, cơ duyên nào đã đưa chị đến với chương trình? Cơ duyên của mình được đến với chương trình là do một cái em trong một đêm đi bán thì em thấy mình, em tới mua vé số rồi em đề nghị là hát cho em một vài bài, thì mình chỉ nghĩ là khách yêu cầu thì mình hát thôi. Sau đó em ghi nhận những cái điều mình làm rồi thì em có gọi tới, em nói là em muốn giúp chị tham gia chương trình và tôi vẫn hát, em muốn gửi đến chương trình cái tiếng hát của chị. Dạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn chị Uyên Phương với những chia sẻ vừa rồi. Và tôi cũng thấy là anh Dương Khai cũng đã rất là xúc động trước câu chuyện của chị. Chị ơi, Thanh Phương biết là ngoài niềm đam mê ca hát ra thì chị còn thích làm thơ nữa ạ. Dạ, bây giờ ngày hôm nay chị có thể đọc một bài thơ cho chị sáng tác gửi tặng đến ban giám khảo và quý vị khán giả của chương trình đi ạ. Một người khiếm thị của em cả cuộc đời, đây là lần đầu tiên em có cơ hội đặt chân đến. Em xin đọc cái cảm xúc của em trước ạ. Đứng trên sân khấu sao thấy run, tim đập loạn xạ, tay lùng bùng, tay chân loạn choạng, môi lúng túng, hít sâu thở chậm, thế hết run. Rất dễ thương, một bài thơ ngắn thôi nên nói lên được những cảm xúc của chị lúc này. Bây giờ em xin đọc bài tri ân ạ. Đến chương trình và tôi vẫn hát để thỏa lòng khao khát bấy lâu, được đứng trên sân khấu lần đầu, vui và hát dưới đèn màu rực rỡ, dẫu biết rằng tiếng hát còn hơi dở, chỉ mong sao giám khảo nở nụ cười, truyền cảm hứng lan tỏa khắp muôn nơi, đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất, dù giải ba, giải nhì hay giải nhất. Chỉ biết rằng được hát và hát thôi, niềm đam mê cháy bỏng ở một người. Tôi vẫn hát, hát hoài và hát mãi. Đến chương trình đầy lòng nhân ái, chấp ước mơ cho lứa tuổi trung niên, được chia sẻ thấu hiểu nỗi niềm riêng, một chương trình nhân văn đầy ý nghĩa. Kìa góc trời, hoài niệm nhớ và thương, một kỷ niệm tình cảm mãi vấn vương, lấy chữ thương làm đôi dòng tâm sự. Tuyệt vời. Và cảm ơn tất cả chương trình đã hỗ trợ những người như tụi em để được đến đây. Rồi. Cảm ơn chị. Thu Phương gửi lời chào Uyên Phương ở trên sân khấu. Thực ra Phương không biết là mình phải nói gì bây giờ luôn á. Khi mà xem tất cả những cái tâm sự, nghe những cái tâm sự vừa rồi của Uyên Phương, rồi thấy bạn đứng hát ở trên sân khấu ấy, trong lòng mình nó rất là nhiều thứ cảm xúc, nó lẫn lộn, mình không biết là phải diễn tả như thế nào ngay bây giờ. Mình chỉ biết là chắc chắn một điều tất nhiên là trong lòng mình rất là buồn. Mình muốn chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà mình muốn hỏi Uyên Phương một cái điều này. Trong hình dung của bạn ấy là Phương sẽ như thế nào? Em chỉ tưởng tượng là chị Phương là một cái người cao khoảng 1m65 đổ lên. Trời. Dáng thì thanh, tóc thì hơi quăng quăng. Không biết có đúng không? Thấy không? Hình dung ra Thu Phương thôi mà cũng thành thơ luôn đấy không? Dáng chị hơi thanh thanh và tóc chị hơi quăn quăn đó. Bởi Phương muốn hỏi như thế để Phương muốn nói với bạn một điều thế này. Cái bức tranh đẹp nhất hay là hình dung ra một cuộc sống như thế nào á, không ở đâu đẹp bằng tâm hồn và sự tưởng tượng của những người khiếm thị.
tâm hồn người ấy hoàn toàn hình dung ra những cái điều tuyệt vời của cuộc sống. Và hôm nay thấy bạn đứng đó, bạn hát và bạn kể câu chuyện của bạn, Phương rất là xúc động. Mọi người chỉ có thể cố gắng giúp đỡ nhau được gì thì giúp thôi. Cho nên Phương nghĩ rằng nếu bạn cần gì thì bạn cứ nói, mình sẵn sàng giúp đỡ. Xin được cảm ơn ca sĩ Thu Phương. Cảm ơn ca sĩ Thu Phương. Cho em hỏi một chút với chị là hiện giờ thì chị có mấy cháu ạ? Mình có 3 cháu. Bé lớn thì cháu học đại học được 1 năm rưỡi, thì do cháu thứ hai bước lên đại học nên cháu xin bảo lưu đi làm phụ mẹ để lo cho bé thứ hai. Thì hiện tại là bé thứ hai là còn khoảng gần 2 tháng cháu sẽ ra trường. Và còn bé Út thì năm nay lên lớp 8. Thế thì trong quá trình học tập của bé Út trong thời gian vừa qua thì mọi thứ vẫn ổn chứ hả? Thì nói chung thì cũng tạm ổn, nhưng mà tại vì cháu học online á nên là cái phương tiện học của cháu cũng bị chậm nên nó ảnh hưởng á. Nên là cháu thấy mẹ không có đi bán rồi nhà thuê nữa nên là cháu không có dám xin mẹ. Mình thì mình nghĩ là sau mùa dịch này mình cũng sẽ cố gắng, mình sẽ hỗ trợ cho cháu để cho cháu yên tâm cháu học. Thưa quý vị, tôi hỏi như vậy là tại vì tôi biết rõ câu chuyện trong thời gian mùa dịch vừa qua thì các bé phải học online, mà chị chỉ có một cái máy điện thoại, mà cái điện thoại đó đã bị hư, con của chị không có học được và nó rất là chập chen, nó không có thể kết nối được. Tôi vừa mới thấy chị Thu Phương có nói là muốn giúp cho chị ấy thực hiện một cái nguyện vọng. Thật ra lúc nãy là tôi định làm cái việc đó, nhưng mà tôi nghĩ tôi sẽ mời chị Thu Phương, bởi vì tôi nghĩ việc học của một đứa bé nó quyết định tương lai của cả một cuộc đời. Chắc chắn. Và điều này không thể bị dừng lại chỉ vì mẹ không có cái điện thoại để cho con học. Chắc chắn. Phương sẵn sàng. Em rất là mừng. Em xin cảm ơn. Cảm ơn chị. Phương ơi, trong cái chương trình chúng ta mùa này là mùa 2. Ở đây chúng tôi đã nghe rất nhiều những mảnh đời. Chúng tôi đã nghe rất nhiều những cái câu chuyện làm cho chúng tôi nao lòng và chảy nước mắt. Nhưng tất cả những cái điều đó giúp cho chúng ta lại có thêm những cơ hội mới, một cái sự thay đổi mới, một cái cách sống tích cực mới. Thanh Thủy ngồi ở đây với tư cách là một giám khảo, bạn là một thí sinh, nhưng khi rời khỏi chương trình này chúng ta sẽ là những người bạn. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thủy. Chị yên tâm đi, chị kết bạn với chị Thủy là chị cười suốt ngày à. Năng lượng của chị tích cực lắm. Và với câu chuyện của chị Uyên Phương vừa rồi, nhạc sĩ Đức Huy có cảm nhận như thế nào ạ? Xin chào Mai Đào, Uyên Phương. Tôi rất hạnh phúc, rất sung sướng được nhìn thấy bạn đang mỉm cười. Có một câu mà nó làm cho tôi khựng lại và như là tôi bừng tỉnh trong cái lúc đó, và tôi rất hạnh phúc được có mặt ở đây bây giờ. Bởi vì bạn có cái câu là hít sâu thở chậm, thế hết rung. Hay quá. Thế tức là sao? Tức là chúng ta trở về với hiện tại và chúng ta quên đi những cái gánh nặng khổ đau mà chúng ta phải mang trên đôi vai. Và như trường hợp này, chúng ta có quyền chia sẻ cái niềm vui, chúng ta có quyền chia sẻ cái hy vọng và cái niềm tin vững như núi của bạn. Tôi xin mong rằng bạn sẽ luôn luôn được bình an, hạnh phúc và luôn luôn tràn đầy năng lượng tích cực này để cùng các con bạn vượt qua tất cả những khó khăn. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn bạn. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Có thể ngày hôm nay chị Uyên Phương không phải là người hát xuất sắc nhất, nhưng tôi tin là cái câu chuyện của chị truyền một cái cảm hứng mạnh mẽ nhất. Khi một người phụ nữ đơn thân có thể nuôi 3 con của mình ăn học với công việc bán vé số, thì đó là một cái câu chuyện mà tôi nghĩ là nó chạm đến trái tim của rất nhiều người. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo dành cho phần thể hiện của chị Uyên Phương. Số điểm đến từ nghệ sĩ Thanh Thủy. Điểm. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. 10 điểm. Xin mời ca sĩ Thu Phương. 9,5. Vâng, xin cảm ơn ba vị giám khảo rất nhiều. Trong đêm thi hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh thứ hai, thí sinh Tạ Thị Trinh. Tôi đó là đã đam mê ca nhạc từ lúc còn tấm bé.
tôi đam mê lắm. Khi mà mình nghe trỗi nhạc lên bất cứ một hoàn cảnh nào là lòng của tôi nó cảm thấy một cái sự mà vui vẻ và rạo rực lắm. Trước khi tôi hoạt động của quân khu 7 đi diễn các vùng sâu vùng xa, mình vừa diễn mà vừa có cái trên tinh thần cứu trợ cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc là những người nghèo khổ neo đơn. Tôi có một cái dịp mà đi đến chỗ cung văn hóa lao động, tôi mới gặp được anh Hồ Kiển. Anh thấy là tôi có một cái chuyển giọng là về tấu hài, anh liên tục mời tôi đi cùng với anh. Tôi bây giờ là có một cái tâm niệm là quyết định dù cực khổ thì tôi cũng quyết tâm dưỡng nuôi ba đứa cháu nội tôi, là vì hoàn cảnh của chúng nó rất đáng thương. Con trai tôi, một đứa mất, một đứa là cũng ly dị vợ, không có trách nhiệm để nuôi con. Bây giờ mình là bà nội, mình bỏ các cháu, không thể được. Tôi nuôi các cháu từ lúc nó còn đỏ lọt, cho tới sữa sùng, đau ốm, bệnh hoạn, đều một tay bà nội hết. Tôi á, không phải là một tay thiện xã nấu ăn, tôi cũng nhờ một người chú giới thiệu để thi tay nghề. Và tôi lãnh trọng trách một bếp trưởng thì có xảy ra một cái chuyện mà khục khặc của nội bộ, thì người ta lại bắt tôi xuống làm vệ sinh của những khách mà người ta vô nhà hàng ăn rồi ối bữa, để tôi quyết định là không thể chịu đựng nổi mà phải nghỉ việc. Nhưng vì các cháu tôi, đó là cái khó khăn đó cô. Cảm ơn nội là dù ba con đã mất, nội vẫn luôn ở bên cạnh để lo lắng cho ba anh em tụi con. Cái đó là tụi con rất là biết ơn nội. Nội chỉ mong là thời gian sắp tới nội sẽ bớt cực khổ hơn, thì tụi con cũng đã lớn, tụi con sẽ gán thành tài để lo cho nội, coi như là trả hiếu cho nội. Chết trong lòng nhau. Xanh xanh bao la, mây trắng 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 xoa, tia nắng tương bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim 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 non đang ríu ríu rít hót, tung cánh bay nhẹ lướt trên cành lá đã. Từ xa 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 nghe thoảng thoảng tiếng hát, thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Tình tang 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 tình 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 tình, du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ đàn. Ôi nơi sáng lên để ngàn hoa tươi thắm hương, ôi rơi cuồng lên để đồng xanh tươi mát hương. Tung quê hương vang mừng ngày mùa sang, người người hòa vang đàn hoa tình tang nhịp nhàng vần xa. La 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 la, ô lô lô, ô lô ô lô ô lô, ô lô ô lô, ô lô ô lô ô lô. Anh em ơi, còn gì đẹp tươi, còn gì mừng vui bằng ngày mùa mới gặp về thành thời. La 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 la. Trai huy câu ca, con nữ cất tiếng hát, em bé nô đùa giỡn luôn tiếng tươi cười. Đồng quê hôm nay vui, vui với tóc lúa mới, cho bó công cày cấy bao ngày mong chờ. Chàng trai say say say, con nữ ra ra ra, em bé đưa miền cắn đôi hạt lúa vàng. Vùng trăng nhô lên cao, soi sáng khắp lối xóm, ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò.
trời xanh xanh bao la, mây trắng 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 xoa, tia nắng từng bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim 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 non đang ríu ríu rít thoát, tung cánh bay nhẹ lướt trên cành lá đa. Từ xa 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 nghe thoáng thoáng tiếng hát, tôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Tình tang 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 tình 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 tình, du khách nên nhẹ phiêu buông nhẹ tơ đàn. Ôi nắng sáng lên để ngàn hoa tươi tắm màng, ôi dây cuống lên để đồng xanh tươi mát hơn. Tôn quê hương quang mừng ngày mùa sang, người người hòa vang đàn hòa tình tang nhịp ngàn vầng xa. La 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 la, ô lơ ô lơ, ô lơ ô lơ ô lơ, ô lơ ô lơ, ô lơ ô lơ ô lơ. Ơi anh em ơi, còn gì đẹp tươi, còn gì mừng vui bằng ngày mùa mới gặt về thành tơi. La 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 la, chàng trai vui câu ca, thôn nữ cất tiếng hát, em bé nó đùa giỡn luôn miệng tươi cười. Đồng quê hôm nay vui, vui với thóc lúa mới, cho bò công cày cấy bao ngày mong chờ. Chàng trai sai sai sai, thôn nữ ra ra ra, em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng. Vầng trăng nhô lên cao, soi sáng khắp lối xóm, ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Đồng quê hôm nay vui, vui với thóc lúa mới, cho bò công cày cấy vào ngày mong chờ. Thưa quý vị, đó chính là tiếng hát của thí sinh Tạ Thị Trinh. Cảm ơn Vũ Đoàn, cảm ơn tụi em. Không nghĩ là nội nội công thâm hậu như vậy, nội hát vang, tiếng hát rền khắp khán phòng này. Dạ. Mà nội ơi, hôm nay nội đẹp quá, nội dễ thương cực kỳ luôn ạ. Từ trên sân khấu thấy nội đáng yêu làm sao, vừa hát vừa nhún nhảy, đúng không ạ quý vị ơi? Nội nội đi hát được bao năm rồi nội? Nó mà tính năm thì không có nhớ. Không có nhớ nhưng mà lên sân khấu là mà, năm bao nhiêu tuổi? Mà lên sân khấu hồi mới có 6 tuổi. 6 tuổi, dạ. Nội nhớ cái năm 6 tuổi đó đó. Thì nội được dịp đi thi đài phát thanh, thì bà nội vô nội ca cái khúc ca ngày mùa. Dạ. Nội mặc áo đầm trắng vậy nè. Dạ. Cái nội lên cái nội lùn quá đó, cái không có tới cái micro đó, cái người ta phải hạ cái micro xuống. Không có hạ hết rồi đó con, mà không chưa tới rồi. Cái người ta mới để cái thùng sữa đó cho bà nội đứng lên. Dạ. Cái lúc đó là mình tới. Con nghe đứa cháu của nội nói là nội dạo này còn chơi YouTube nữa. Vụ làm nội chia sẻ cho con nghe coi, nội làm gì trên YouTube? Tại vì á, bà nội nghĩ đó rồi mai mốt đây đó mình ca gì đó, rồi mai mốt mình đâu có còn ca được nữa con. Yeah. Mặc dù là cái đam mê nó không có phân biệt tuổi tác, bất cứ một trường hợp nào hay là tuổi nào, mà nếu mà cái máu đam mê của mình đó con, nó vẫn còn ở trong người mình là mình vẫn còn đam mê hoài. Nhưng mà cái giọng nó không có cho phép, cho nên là bà nội quyết định là nội sẽ lập một cái cuốn album. Nội ao ước quá đi, à, bây giờ là không có tiền cũng ráng nữa. Trong đó đó là bà nội ngồi bà nội tiễn lỡ từ cái bài rồi, cái bà nội tiễn xong rồi đó ha. À. Cây bà nội đưa cho cái người làm đi thâu âm, đi thâu đúng, thâu một lượt 15 bài đó con. Tuyệt vời. Trời ơi. Xong rồi nội up lên trên YouTube rồi cái bà cho nội mọi người bắn nghe. Lên YouTube cho mấy đứa bạn bè bắn lên YouTube. Nội hiện đại quá. Nội nhớ khi nào mà nội làm xong hết, nội nói con vô con cày view cho nội nha. Nội biết cày view không? Có nghĩa là xem thường xuyên cho nó tăng cái lượt view lên nha. Ok, cảm ơn nội. Trời, nội đáng yêu quá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của ba giám khảo. Nội ơi, máu cấu hài nội nhiều ghê luôn á. Qua cái clip của bác Thanh Thủy thấy rằng là cũng bao nhiêu những mảnh đời khác, rồi cũng thăng trầm, rồi cũng trách nhiệm, rồi thì cũng quằn trên vai những cái nỗi lo toan. Nhưng mà ngày hôm nay đứng ở đây với cái chương trình thì con thấy rằng là hầu như tất cả những cái điều đó nó đồng hành với mình, nó tồn tại với mình giống như hơi thở vậy thôi. À, tức là nó bắt mình thở thì mình thở, còn khi nào nó kêu ơi mệt quá nghỉ đi thì mình nghỉ, và kêu ê phải làm rồi nha thì mình làm, vậy thôi. Mà ngày hôm nay Tạ Thị Trinh hết sức là yêu đời và yêu con người, yêu cháu mình, yêu cái cuộc đời này và cái trách nhiệm. Chính vì vậy cho nên mà cái năng lượng đó làm cho tất cả cảm thấy rất là một cái nỗi buồn,
thì bây giờ tự nhiên nó trở thành là cái bi kịch, nó trở thành cái hài. Tạ Thị Trinh sẽ nằm ở trong tâm trí của Thanh Thủy đây, sẽ nằm ở đây và Thanh Thủy sẽ nhớ để mình có thể là bạn với nhau, mình sẽ tạo điều kiện với nhau để chúng ta được làm bạn đồng nghiệp với nhau. Nếu chúng ta được diễn với nhau lại càng vui. Hay lắm. Thị Trinh rất là muốn như vậy, rất là ao ước và rất muốn như vậy. Trước kia là cô tham gia đoàn kịch nói quân khu 7, đúng không ạ? Đó, thế cho nên là lúc mà chị Thủy vừa mới nói đó cô. Hay lắm. Còn cái chữ đó đó, cái đài từ á, mà ở trên sân khấu đó, nó đầy kịch tính, đúng không? Hay lắm. Đấy, cô ạ, cô ơi, cô diễn một tí đi cô ơi. Cô diễn đi. Giờ con hỏi nội là thường mấy cái vai diễn á, là cái vai nào mà khán giả thích nhất ở nội? Bây giờ mình sẽ trích đoạn, một đoạn ngắn thôi nha nội ha. Là bây giờ bà nội sẽ rút ngắn ra cũng một chút xíu là cây sáng tác của anh Hồ Kiển. Lời em sáng đẹp đời anh. Rõ ràng rồi, rõ ràng rồi. Trời ơi, còn chối cãi được cái chỗ nào nữa không? Trời ơi, tôi khổ quá mà cai nghiện. Tôi biểu đi cai nghiện mà cũng không chịu đi. Mà bây giờ chối hoài. Bây giờ cái toa thuốc này làm sao? Trả lời giùm tôi đi. Trời ơi. Hay quá, có một da màu trời. Tay. Cảm ơn nội. Hay quá. Luôn hết mình trong từng vai diễn. Một tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng, một giọng hát sang sảng và phơi phới như thế. Cô ơi, cháu nói thật là cháu ngưỡng mộ cô vô cùng. Sợ chưa? Sợ những người lùng chưa? Sợ chưa? Không, em không bao giờ dám thế. Lùng cũng có em, cái giá của em đúng không chưa? Bao giờ dám. Cảm ơn bà chị đã đem đến một tiết mục tươi vui, một tiết mục mà chẳng những tôi mà tất cả mọi người muốn vỗ nhịp tay theo. Nhưng mà phải chờ đến nửa bài sau mới làm được chuyện đó. Tại vì nửa bài đầu là bà chị hát bất chấp nhạc mà. Chúng tôi rất thông cảm là tại vì nhiều khi lần đầu tiên nhá, đến một sân khấu lớn rồi biết rằng á bao nhiêu người sẽ xem mình, biết rằng mình sẽ bắn nó lên YouTube, thế thì làm sao mà kiểm soát được cái cảm xúc, phải không ạ? Mà thôi kệ nó đi, như vậy là vui rồi. Mà vui là mới vậy mà. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn, xin được cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho thí sinh Tạ Thị Trinh. Chúng tôi xin mời số điểm của ca sĩ Thu Phương. Cho điểm bất chấp luôn. Đó, 9,5. Xin mời số điểm của nhạc sĩ Đức Huy. 9 điểm. Số điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy. 9,5. Vâng, xin được chúc mừng nội. Và sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ với thí sinh còn lại của đêm thi hôm nay. Thí sinh Hoàng Thị Trà. Tôi thì bán bún bò Huế, nghề truyền thống của mẹ tôi để lại. Tôi đã bán được trên 20 năm. Là nạn nhân của Covid-19. Suốt 28 ngày điều trị tại bệnh viện, tôi đã vượt lên chính mình và trở lại sức khỏe. Tâm huyết nhất là tôi không có đứt cái thanh quản. Tôi đam mê ca nhạc nên rất là sợ cái đứt cái thanh quản. Cuộc sống của tôi sống rất là lạc quan. Lúc nào ví dụ như đến cái giờ mà buồn như thế nào nữa tôi cũng cười. Cho nên bạn bè hay đặt cho tôi một cái từ là hoa hồng không bao giờ héo. Đó là cái biệt danh mà đã gắn bó với tôi cả suốt cả hàng chục năm nay. Tôi với chồng tôi lấy nhau 45 năm chưa xích mích nhau một việc gì dù lớn hay dù nhỏ. Chẳng có bí quyết gì đâu, chẳng qua là biết nhường nhịn nhau và thương yêu nhau thì mọi cái đều lướt qua thôi, không có gì hết. Nhưng mà cái hạnh phúc của cô là có được một người chồng, là một cái hậu phương vững chắc, lúc nào cũng đồng hành với vợ, không biết ca, không biết hát, nhưng mà rất là thưởng thức, nghe thích nghe vợ hát. Cái gia đình nhỏ nhưng mà cái hạnh phúc của cô rất là to. Luôn luôn sẵn sàng, bất kỳ lúc nào cũng ủng hộ vợ có nguyện vọng hay là có cái sở thích gì hoặc có chương trình gì muốn tham gia là tôi luôn luôn đồng hành cùng với vợ. Âm nhạc là món ăn tinh thần, không thể thiếu trong tôi. Có mệt mỏi chăng đi nữa, ngày nào tôi cũng karaoke, cũng mở để xả stress, để khỏi thỏa mãn cái đam mê của mình. Cô có thể ca hát bất cứ lúc nào mà mỗi lần ca hát cô giống như một người khác. Cũng có thể tùy theo tâm trạng lúc hay lúc dở nhưng mà cô rất là đam mê. Sắp sửa vui tắc nhưng mà cất lên một tiếng hát thì tự nhiên thấy con người mình nó thoải mái.
đọc là thư xưa một trời luyến tiếc như môi anh và màu mắt biếng suối hẹn hò trăng xanh đầu nó. Xin chúc mừng cô Hoàng Thị Trà. Cảm ơn các bạn vũ đoàn. Không biết là ngoài món bún bò Huế là rất là đặc trưng thì bản chất cô gái Huế thì còn có gì đặc biệt không? Cô có biết ca Huế không cô? Biết chứ, cô còn biết hò Huế nữa đâu. Oh wow. Một câu hò ngắn đi cô ơi. Dạ. Thuyền ai thấp thoảng bên sông đưa câu hò mãi đầy. Đưa câu hò mãi đầy chành lòng thương đã nhớ thương. Hay quá, hay quá. Rất là ngọt ngào. Cô ơi, trong cái đoạn clip vừa rồi thì hôm nay ông xã có đi đây không cô? Có. Ông xã ngồi đâu? Luôn luôn dạ. Đồng hành. Chú ơi, à đây hả? Dạ thưa chú. Dạ. Dạ, chúng tôi cũng rất là ấn tượng với một cái đoạn phỏng vấn ngắn của chú. Chú trả lời rất là thành thật, rất là dễ thương, mộc mạc, chân thật vô cùng. Và qua đó cũng cảm nhận được cái tình cảm yêu thương, chiều chuộng của chú dành cho cô. Với cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên người chồng hết mực yêu thương mình. Thế thì bây giờ cô còn điều gì trăn trở và mong muốn không cô? Thì cũng tâm sự rằng là có một người con mà rất là ít nói, thương mẹ, lo cho ba mẹ, nhưng mà hành động thôi chứ không có nói bằng lời. Cái gì cũng lo cho mẹ được hết á. Ví dụ như mẹ biết mẹ thích ca nhạc thì mua cho mẹ một cái dàn karaoke âm ly. Sinh nhật của mẹ thì cũng tặng cái này cái kia, tặng cho mẹ một cái mic rất là đặc biệt cho mẹ ca, nhưng mà không nói. Trời ơi cô ơi, cái đó còn hơn cả vàng lời nói nữa. Bởi vì sao? Làm hết mọi thứ cho mẹ, mua nguyên một cái dàn rồi đầu tư cả cái mic, là biết sở thích của cô là chỉ cần cầm mic hát luôn là đã thích rồi. Cái ông con trai này con nói là xứng đáng. Cô có một gia đình hạnh phúc đó, chú luôn luôn đồng hành với cô. Cô có những người con yêu thương cô. Cô luôn luôn có cái chỗ để cho mình được hát, được gặp gỡ mọi người, được chia sẻ. Và như thế là cuộc sống đã quá mến thương rồi. Cho nên cháu mong cô luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, tinh thần luôn sảng khoái với những người yêu thương cô. Và nếu được gặp lại cô thì cháu nghĩ rằng cháu vẫn rất thích nghe cô hát. Vì cháu thích cái giọng hát của cô, giọng Huế, cháu thích lắm. Và cảm ơn cô. Nãy giờ Thanh Thủy nghe cô nói rất là nhiều. Thanh Thủy nghe cô hát cũng rất là hay. Và cô rất là, mình nói là gần như một phụ nữ, một người rất là hoàn hảo. Một cái bông hoa hồng không bao giờ héo. Và đã đem đến cho chương trình một cái tiết mục, những cái năng lực tích cực rất là đáng yêu. Và rất là phấn khởi, rất là hưng phấn đúng không? Dạ, cảm ơn chị Thanh Thủy. Xin mời chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy. Mời anh Huy. Tôi xin chúc mừng cái gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc thật to. Dạ, cảm ơn Đức Huy. Và tôi cũng xin chúc mừng nếp sống tích cực, những tư duy luôn luôn tốt đẹp hơn. Và tôi mong rằng những kinh nghiệm mà cô vừa trải qua sẽ giúp cô thêm nghị lực để bước tiếp trên con đường trước mặt. Dạ, cảm ơn Đức Huy. Dạ, vâng ạ. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm dành cho cô Trà. Đầu tiên xin mời số điểm từ giám khảo Thanh Thủy. Chín điểm. Xin mời số điểm từ nhạc sĩ Đức Huy. 9 điểm. Số điểm từ giám khảo Thu Phương. 9 điểm. Một lần nữa xin được chúc mừng cô Hoàng Thị Trà. Cảm ơn cô rất nhiều. Chúng ta vừa đến với phần thể hiện của 3 thí sinh trong đêm nay. Và bây giờ sẽ là lúc mà quý vị khán giả hãy cho chúng tôi biết quý vị yêu thích nhất tiết mục nào. Thời gian bình chọn của quý vị bắt đầu. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình mang tên Thử thách tài năng. Thưa quý vị,
ở vòng thử thách tài năng này thì các thí sinh của chúng ta sẽ thể hiện thêm một cái khả năng của mình nữa, một cái tài lẻ nào đó mà ban tổ chức sẽ đưa ra đề bài cho các bạn. Đề bài ngày hôm nay đó là những bài hát mà các thí sinh chưa từng thể hiện. Vâng thưa quý vị, và với vòng thi này thì ban giám khảo sẽ không chấm điểm mà sẽ cùng với là quý vị khán giả bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thử thách tài năng của thí sinh Uyên Phương. Buồn vì anh bỗng nhìn xa vắng, tình phai theo lời hứa gieo phong. Anh yêu hỡi, anh đâu có biết gió sẽ dịu dàng khi gió bên trăng. Rồi khi nhớ, khi buồn em khóc, nước mắt nào nặng nề đã phai. Rồi khi đắm say tình yêu mới, anh có còn nhớ chuyện ngày xưa và mai mốt ôm nàng sang bên? Anh có nhớ khi mình đắm say? Anh ơi có lẽ nào tình đẹp là tình yêu rõ ràng? Giờ đây xin được mời là nhận xét của ba vị giám khảo. Tôi thấy là kỳ này bạn làm không kém gì khi lần trước. Và bài này không phải là bài dễ, đúng chưa? Bài này là thuộc loại nhạc trẻ, có những nốt nhanh. Gần khúc cuối đó thì có thể là mình đã bay hơi cao tí, gọi là nó đi trước. Thế nhưng mà không sao, mình đi trước thì mình nghỉ trước, có sao đâu. Vâng, cảm ơn bạn đã hoàn tất phần thi của mình. Vâng, một lời nhận xét rất động viên ạ. Đi trước là nghỉ trước, nhưng cái ban nhạc đó chưa nghỉ anh à. Lúc nãy á, khi mà em hát cái buồn, cái bài hát buồn làm chi em ơi đó, thật sự mà nói á, đấy là một cái bài hòa âm hay nhất mà từ xưa đến giờ chị được nghe về cái bài đó đó. Cuộc sống sẽ là như thế, bởi vì chị nghĩ rằng ông trời rất là công bằng, không cho ai hết tất cả mọi thứ, nhưng mà chắc chắn cũng không lấy hết của ai bao giờ. Vì vậy cho nên là như thế này là chị nghĩ rằng một kỷ niệm rất là đẹp với Uyên Phương. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ban giám khảo. Và tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với vòng thử thách tài năng của thí sinh Tạ Thị Trinh. Thank you.
khi chiều về em ngồi hát bên dòng sông. Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người. Tưởng chưa em hát, trở vơi đi nỗi buồn. Nỗi buồn của em, người lữ khách ta phương. Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông. Ánh mắt bờ môi dàn ngời ấm áp mùa đông. Dòng sông ngày ấy cũng chảnh lòng thương xót khi ánh mắt của em vương vắng giọt lệ buồn. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Dòng sông xưa với nỗi lòng của em, và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ. Em đã hát để xoa dịu nỗi đau trong từng đêm vắng. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em hát với dòng sông, và giờ đây em hát giữa dòng đời. Dù dòng đời không em mãi như dòng sông. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em, và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ. Em đã hát để xóa dịu nỗi đau trong từng đêm vắng. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em hát với dòng sông, và giờ đây em hát giữa dòng đời. Dù dòng đời không em mãi như dòng sông. Dù dòng đời không em mãi như dòng sông. Xin chúc mừng tiếng hát của Vũ Trinh. Cảm ơn Vũ Đoàn. Tại vì hồi nãy con thấy nhạc sĩ Đức Huy bảo thôi, mình cứ hát trước xong mình về sớm nha. Cho nên con thấy mấy thí sinh sau này cũng tăng tốc lắm à. Trời ơi, nội vượt thác, vượt đèo, băng đèo, nội như đua xe đạp truyền hình vậy đó. Như vậy là xuất sắc lắm rồi, không còn gì hơn được nữa. Ở đây cứ thấy nhạc sĩ Đức Huy cứ đến không mong gì. Thấy thương gì đâu. Đến gì chứ nội. Đến nhiều. Cảm ơn nội, rất cảm ơn nội rất là nhiều đã đem đến cho chương trình những cái giây phút hết sức là thú vị. Hơn bao giờ hết, hơn những người khác hết. Chúng tôi nghĩ là 1, 2, 3, chúng tôi đây là vô cùng may mắn được ngồi đây, được ăn, được nói và được cười với tất cả những người tham dự chương trình. Còn gì bằng nữa không phải ạ? Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Một lần nữa xin được chúc mừng nội. Quý vị thân mến, và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vòng thử thách tài năng của thí sinh Hoàng Thị Trà. Cho em một ngày, một ngày không khắc khỏi chờ đợi, một ngày không mưa rơi, mưa rơi buồn tủi, một ngày không tê tái heo mây. Cho em một ngày thôi, một ngày không có đêm vời vợi, một ngày đôi chân không mệt mỏi, đường về không có lá thu rơi. Là một ngày anh đến không thể hẹn cùng em, một nụ hôn say đắm
sau những lần đầu tiên. Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn, một ngày cho em. Mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn, một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng. Xin chúc mừng cô đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời lời nhận xét từ giám khảo Tư Hương ạ. Quá dễ thương cô ơi, thế này mới gọi là thử thách chứ ạ. Đấy, thử thách và trông gai như thế này, cho nên là cô ơi, nếu mà dễ thì ai cũng làm được rồi, đúng không ạ? Nói chung tóm lại là mình cứ vui, hãy tận hưởng ngay những gì mình đang có và đừng làm khó những gì mình đang cần. Đã, cháu nghĩ thế. Xin được cảm ơn ca sĩ Thu Phương. Xin mời lời chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy ạ. Hẹn một ngày anh đến, thế nhưng mà bấm lại sai địa chỉ. Cái hay là gì? Cuối cùng cũng đến. Cuối cùng cũng về đích. Cuối cùng cũng thở. Xin chúc mừng cô đã vượt qua cái thử thách này một cách ngoạn mục. Ngoạn mục. Kiên rồi. Rất là kiên cường. Chưa còn cô. Vâng thưa quý vị, một thử thách đầy cam go dành cho cả ba thí sinh của chúng ta. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn của quý vị khán giả có mặt tại trường quay cũng như là ba vị giám khảo cho tiết mục nào mà quý vị yêu thích nhất. Thời gian bình chọn bắt đầu. Bình chọn xin được kết thúc. Cảm ơn những tình cảm yêu mến mà ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả đã dành cho thí sinh mà mình yêu thích. Và số điểm này sẽ được quy đổi là 25% trên tổng số điểm của các thí sinh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với tiết mục của khách mời trong đêm nay với phần thể hiện của nữ ca sĩ Vân Khánh. Lòng anh thương quá, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời trưa bóng dừa, hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi má non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương nghe thật. Cầu tre lặng lẽo, tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau, ba thêm mãi đầu, còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa, thoáng cơn gió chiều, nhớ mùi tóc em hương đậm đà.
lòng chưa buông mến mong, gió xưa tan theo giấc mộng, chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao em quên những ngày khi mới quen tên, bên góc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chớ đâu cắt lòng, mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng. Lòng chưa buông mến mong, giờ xưa tan theo giấc mộng, chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao quên quên những ngày khi mới quen thân, bên góc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình. Tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chớ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ anh sao nghẹn. Mình dù ngăn cách sông chớ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng. Tình mình dù ngăn cách sông chớ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ anh sao nghẹn. Xin được cảm ơn phần thể hiện của ca sĩ Vân Khánh. Quý vị thân mến, và trước khi chúng ta đến với phần công bố kết quả, chúng tôi xin mời quý vị cùng tạm nghỉ trong ít phút. Quý vị thân mến, chúng tôi xin phép được công bố kết quả theo thứ tự hoàn toàn ngẫu nhiên. Thí sinh đầu tiên có tổng điểm quy đổi từ ban giám khảo và bình chọn của khán giả vòng 1 là 6,19. Tổng điểm quy đổi từ ban giám khảo và bình chọn của khán giả vòng 2, 1,5. Điểm chung cuộc, 7,69. Thí sinh tiếp theo có tổng điểm vòng 1 là 6,75. Tổng điểm quy đổi và bình chọn của khán giả ở vòng 2 là 2. Như vậy, tổng điểm chung cuộc là 8,75. Thí sinh thứ ba có tổng điểm quy đổi từ ban giám khảo và bình chọn của khán giả vòng 1, 7,22. Tổng điểm quy đổi từ ban giám khảo và bình chọn của khán giả vòng 2, 2,5. Và số điểm chung cuộc là 9,72. Và thí sinh có điểm số cao nhất của chúng ta là tổng điểm 9,72. Chúng tôi xin chúc mừng người sẽ nhận chiếc vé bước vào vòng chung kết. Đó chính là thí sinh Nguyên Phương.
xin chúc mừng. Như vậy thí sinh Uyên Phương sẽ nhận được giải thưởng trị giá là 5 triệu đồng. Tiếp theo là thí sinh Tạ Thị Trinh với 8,75 nhận được giải thưởng là 3 triệu. Thí sinh Hoàng Thị Trà là 7,69 với giải thưởng là 3 triệu đồng. Xin mời ban giám khảo sẽ cùng lên sân khấu gửi tặng những bó hoa tươi thắm đến cho các thí sinh đã thể hiện hết mình trong các vòng thi trên đây. Và xin mời nhạc sĩ Đức Huy sẽ gửi món quà, đó là giải thưởng nhất tuần dành cho thí sinh Uyên Phương. Và thưa quý vị, một lần nữa xin được chúc mừng cho thí sinh Uyên Phương. Thưa quý vị, chúng tôi xin được cảm ơn ba vị giám khảo đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Cảm ơn ca sĩ Tu Phương. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thủy. Quý vị thân mến, chương trình Và Tôi Vẫn Hát do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Truyền thông MOV thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị khán giả đã theo dõi chương trình này. Tôi là Nguyễn Khang. Tôi là Thanh Phương. Xin chào và hẹn gặp lại.